Trong đại dịch COVID-19, 33 sơ dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô nhiễm COVID-19, xin cộng đoàn cầu nguyện. Trong đại dịch COVID-19, chúng ta chứng kiến nhiều tổn thất xảy đến cho thế giới nói chung và đất nước chúng ta nói riêng. Mọi hoang mang, lo lắng, đau khổ, đói nghèo càng làm cho cuộc sống mọi người thêm khó khăn. Trong bối cảnh đó, Hội Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô chúng con cũng không tránh khỏi những khó khăn do dịch bệnh. Đến ngày hôm nay, nhà mẹ hội dòng đã có 33 sơ dương tính với COVID-19 và con số dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng cao. Đáng quan tâm hơn là tại hai mái ấm của nhà dòng nuôi dưỡng trẻ cô nhi đã có trên 140 em cô nhi và các sơ chăm sóc cũng đã nhiễm bệnh. Chúng con xin quý vị hiệp thông cầu nguyện cho các sơ và các cháu bé được bình an điều trị bệnh. Chúng con biết quý vị đã rất thương mến dành cho chúng con những lời cầu nguyện và động viên. Xin cũng hỗ trợ chúng con cả về vật chất lẫn tinh thần để chúng con và những người nghèo mà chúng con chăm sóc có thể sớm vượt qua những khó khăn này. Hội dòng chúng con hiện đang chăm sóc 263 cụ già neo đơn, trong đó có 180 cụ liệt giường không tự chăm lo cho bản thân được. Tuy các cụ chưa bị nhiễm bệnh, nhưng chúng con cũng xin quý vị hiệp thông cầu nguyện với chúng con. Xin Chúa ban ơn lành cho các cụ và các sơ chăm sóc. Một lần nữa, chúng con xin quý Đức Cha, quý Cha và quý vị cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn tất cả sự thương yêu và quan tâm mà quý Đức Cha, quý Cha và quý vị đã dành cho hội dòng bé nhỏ của chúng con, cũng những người nghèo mà chúng con đang chăm sóc với tinh thần phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo, nhất là trong những người nghèo theo tinh thần của mẹ Thánh Teresa thành Calcutta. Xin mẹ Thánh truyền cầu cùng Chúa ban bình an trên quý vị. Sơ tổng phụ trách Maria Hà Thị Thanh Tịnh.